Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện với công ty Beowulf Blockchain. Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu sự đột phá trong chất lượng đào tạo của Đại học Khoa học Tự nhiên thông qua nền tảng giáo dục từ xa Victoria. Nền tảng Victoria cho phép tương tác hai chiều trong thời gian thực, giúp giáo sư, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thể giảng dạy và học tập trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Với những tiến bộ công nghệ đột phá phục vụ cho giáo dục, nền tảng Victoria đã được đưa vào ứng dụng trong các trường đại học danh tiếng như Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Fulbright, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.